Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Nail Alliance, chất lượng hàng đầu cả hai lĩnh vực Jealous Gel, Socop và sơn nước Morgan Taylor. Hustler Casino, Los Angeles. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên mạng tầng 56.7 hệ thống Galaxy 19. Trong phần tin tức vào ngày thứ tư hôm nay ngày 7 tháng 3 2018, rất nhiều các bản tin đáng chú ý trong vòng 24 giờ vừa qua, mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi sau đây. Thế nhưng trước hết, khi mà ra đường hôm nay thấy nắng nhẹ rồi, nó không còn có gay gắt như ngày hôm qua nữa thôi. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, như chúng tôi đã trình bày từ đầu tuần là chúng ta có hai ngày thứ hai và thứ ba hôm qua là trời nắng đẹp ấm áp vào buổi trưa. Tuy nhiên từ ngày hôm nay cho đến kéo dài đến cuối tuần thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi cơn bão ở phía miền Đông Bắc, cho nên là nhiệt độ của miền Nam Cali cũng vì thế mà giảm theo. Ngày hôm nay trung bình ở Westminster và Garden Grove cao nhất cũng chỉ lên đến 70 độ thưa quý vị, mà từ sáng cho đến tầm buổi trưa trưa thì có mây mù và buổi chiều tối thì xuống ở mức là 48-49 độ. Anaheim ngày hôm nay thì mát mẻ hơn ngày hôm qua khi mà xuống còn có 75 độ, hôm qua Anaheim lên đến 80 độ thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì trời ở Anaheim cũng còn mây mù và từ đây cho đến thứ bảy chủ nhật luôn, chúng ta sẽ có những ngày nhiệt độ trung bình là từ 68 cho đến 69 độ. Thứ bảy này 70% là trời sẽ mưa và những ngày này thì gió không có nhiều lắm và độ ẩm thì lại không có cao, trung bình là khoảng 50% thưa quý vị. Trong khi đó, thị trường tài chính sáng nay như thế nào thưa quý vị? Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết về các con số này sau khi Thảo Yên tường trình đặc biệt về một viên chức của Tòa Bạch Ốc nữa, cố vấn kinh tế cho Tổng thống Trump ngày hôm qua lại từ chức. Chuyện gì đã xảy ra hả Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, ông Gary Cohn, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua đã tuyên bố từ chức sau khi mà ông bất đồng ý kiến với Tổng thống về cái chính sách thuế nhập cảng lên nhôm và thép. Thì đây lại là một cái sự ra đi nữa của một trong những nhân vật cao cấp và những nhân viên thân cận với Tổng thống Trump ở trong Tòa Bạch Ốc sau một loạt những cái người trước đó và người mới nhất là cô Hope Hicks. Thì được biết là ông Cohn giữ cái vai trò giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia và ông được rất nhiều chuyên gia từ Washington cho đến Wall Street nhận định là có ảnh hưởng ổn định đối với chính sách kinh tế của Tổng thống Trump. Và ông Cohn được đánh giá là đóng một cái vai trò rất là quan trọng giúp cho Tổng thống Trump hoàn thành cái dự luật giảm thuế bằng cách là phối hợp với những thành viên ở trong Quốc hội đến từ Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Và cái sự ra đi của ông Gary Cohn này kết hợp với những cái hành động gần đây của Tổng thống Trump thì đã khiến cho rất nhiều chuyên gia trong ngành kinh tế họ đặt ra cái câu hỏi về cách lãnh đạo của Tổng thống Trump khi mà Dow Jones bị những cái thông tin này làm giảm đi gần 300 điểm thưa quý vị. Và được biết là cái vị trí của ông Gary Cohn thật ra đã lung lay từ năm ngoái khi mà ông lên tiếng phản đối và chỉ trích Tổng thống Trump về những cái phát ngôn, cái cuộc bạo loạn sắc tộc tại Charlottesville. Nhưng mà ông vẫn cố gắng, ông nghĩ rằng chỉ có một vài cái bất đồng với Tổng thống Trump không đến nỗi phải ông từ chức, ông muốn ở lại để phục vụ đất nước Mỹ. Nhưng mà cuối cùng mâu thuẫn quá lớn. Thế này thưa quý vị, trong cuộc họp báo ngày hôm qua với lãnh đạo của Thụy Điển và bên phía Thụy Điển mở một cuộc họp báo đặc biệt nữa, các ký giả đã đặt vấn đề về vấn đề thứ nhất là thuế. Thì họ hỏi như thế nào thì bên phía Thụy Điển họ cũng nhẹ nhàng thôi. Họ nói rằng chúng tôi đang chờ đợi và chúng tôi chỉ mong mỏi là ngài Tổng thống hãy đừng áp đặt thuế, bởi vì Thụy Điển một trong những thành viên của châu Âu cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng nhỏ như thế nào.
chúng ta vẫn còn chờ đợi. Thế nhưng bên đối tác của phía Hoa Kỳ là quốc gia châu Âu cũng mong rằng Tổng thống Trump đừng nên áp đặt thuế suất lên thép và nhôm. Các ký giả đặt câu hỏi với Tổng thống Trump, ngoài cái chuyện đó thì mới đây chúng tôi nghe nói là ở Tòa Bạch Ốc này nó lộn xộn dữ lắm, việc Hope Hicks rời khỏi Tòa Bạch Ốc rồi, sắp tới đây sẽ như thế nào nữa, thì ông Trump lại lên tiếng. Và cái lên tiếng của ông Trump trước khi ông Gary Cohn xin từ chức, ông nói rằng, tôi không nghĩ cái chuyện đó xảy ra đâu, Tòa Bạch Ốc bây giờ tràn đầy năng lượng hết. Và khi hỏi đến những cái vấn đề về mâu thuẫn, bởi vì các ký giả họ nói đó, cái việc mà đưa ra mức thuế thép và nhôm cũng gặp phải cái sự mâu thuẫn bên trong nội bộ của ông Trump. Thì ông Trump nói, I love conflicts, tôi yêu thích cái sự mâu thuẫn, bởi vì nhờ cái sự mâu thuẫn này mà tôi sẽ có những cái quyết định tốt đẹp hơn. Ý ông nói rằng, ông muốn có một vấn đề thì có những người tranh cãi, chứ ông nói rằng tôi không muốn ai cũng phải đi theo ý kiến của tôi. Sau khi tôi nhận được lời qua tiếng lại rồi đó, thì tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và có ảnh hưởng như thế nào. Thì bây giờ thực sự đó, thưa quý vị, cho đến giờ phút này chưa biết được Tổng thống Trump sẽ ra quyết định tăng thuế như thế nào. Bởi vì trước đó ông còn nhận định rằng cái việc mà tăng thuế này có thể giúp để mà thương lượng lại hiệp ước mậu dịch NAFTA Bắc Mỹ với Canada và Mexico. Bằng chứng ngày hôm nay là ông đã cử con rể của ông Jared Kushner đến Mexico sau khi vào hôm đầu tuần ông cùng với ông Nieto nói chuyện và hai bên cãi nhau dữ dội đến độ Tổng thống Mexico tuyên bố không đến Mỹ luôn, bởi vì có những bất đồng không giải quyết được, từ NAFTA đến thuế suất, vấn đề di dân. Ông cứ nằng nặc đòi Mexico phải trả tiền để mà xây bức tường đó. Và ngày hôm nay Jared Kushner một lần nữa, mặc dù không còn nhận được phép để mà đọc những cái tin tức tối mật nữa, nhưng vẫn được Tòa Bạch Ốc cử đi trong một nỗ lực giải hòa đối với Mexico, đồng thời là tìm kiếm một cái con đường để Mexico và Canada sẵn lòng ngồi xuống để thương lượng lại NAFTA. Mà nếu điều đó thành công thì ông Trump đã thành công, thưa quý vị. Việc mà Gary Cohn từ chức đã khiến ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày hôm nay. Ông tuyên bố sau khi thị trường đã đóng cửa ngày hôm qua thứ ba rồi, thì đó là lý do sáng nay khi mà giới phân tích nhảy vào và giới đầu tư nhảy vào đó, họ đã bán tháo cổ phiếu khiến cho Dow Jones xuống 300 điểm. Nhưng mà sau một thời gian ngắn, chỉ có hơn một giờ đồng hồ, giới phân tích của thị trường tài chính họ đã lượng định lại các con số, nhất là những con số có lợi đối với các công kỹ nghệ cao cấp của Hoa Kỳ. Và qua đó chúng ta lại thấy Nasdaq, thị trường hồi sáng này xuống dữ lắm, bây giờ thì không còn bao nhiêu, Nasdaq xuống khoảng 6 điểm, Dow Jones thay vì xuống 300 bây giờ còn 132 điểm, S&P 500 xuống 10 điểm mà thôi. Ngày hôm qua thì chỉ có mỗi thị trường Nasdaq là lên được hơn 40 điểm, S&P 500 lên được 3 điểm, nhưng mà ngày hôm qua thì Dow Jones xuống vài chục điểm. Giá dầu xuống 7 cent, 62 đồng 53 cent, vàng xuống 7 đồng 1 ở mức 1.328 đồng 10 cent. Cây muốn yên mà cho gió chẳng lặng đừng, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi cơn bão Stormy lại tiếp tục phủ lên Tổng thống Trump ngày hôm nay, ngay sau phần quảng cáo.